Anh em chào các bạn chưa? Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh giải trí nhỏ nhá. Hôm nay bông men làm gì nhỉ? Đi quay bò, để cho bò ăn rau muống. Hôm nay là thứ bảy. Đúng rồi. Hôm nay là thứ bảy, bông men được nghỉ học đúng không nào? Vâng. Chúng ta cho bạn nào ăn rau nhỉ? Bạn bò mũi xanh. Thế bạn bò mũi xanh đâu rồi? Kìa. Wow, ở khá là xa đúng không? Dạ. Thế bên cho bạn mò mũi xanh ăn bao nhiêu lần rồi? Nhiều lần, một tỷ lần. Thế là bạn mò mũi xanh chưa tặng lại quà cho bông men nhỉ? Vâng. Thế bông men thích bạn mò mũi xanh tặng quà không? Có. Con thích quà gì? Con thích quà Noel. Quà kẹo. Đang đến Noel đâu quả Noel? Lên Noel rồi mà. Thế á? Ông già Noel chưa phát quà. Hôm nay chúng ta thử cho bạn bò mũi xanh ăn và để xem bạn bò mũi xanh có tặng gì cho bông men không nhé. Hãy đây. Rồi. Chúng ta làm từ từ thôi. Ừ. Nhỏ bảo sẽ ăn ít một thôi nhá. Thế mẹ anh, sao anh ăn nhiều đấy? Từ đã. Lâu lắm mới học bạn mò mũi xanh nhỉ. Bây giờ thì sao? Sữa đi. Ừ, bên thử đi. Thôi, đó. Ấy, đuôi là mặt con ấy. Bên làm trò gì đấy? Lạ. Mặt lạ á? Mặt lạ ông làm cho bên à? Ăn cho bò ăn đi. Để tí nữa xem bò tặng lại gì cho bông men nào. Bông cho bò ăn đi bông. Không chọn nữa. Khăn khó chịu lắm. Khăn khó chịu. Để xem bò mũi xanh ỉa lại gì nhá. Hello mũi xanh. Hello bạn bò mũi xanh. Yeah. Bông ơi, men ơi. Con bò ị ra gì này? Quà wow, của bạn bò mũi xanh cho bông men đấy. Đâu? Anh nhận đi anh. Cậu u ba to. Cậu to. Anh nhận đi. Wow. Wow. Em thích màu hồng. Wow. Màu xanh. Cảm ơn bò mũi xanh chưa? Cảm ơn bò mũi xanh. Thử bò mũi xanh cái nào. Quẹ nào màu hồng. Ừ, hôm nay
bông bèn cho bò búa xanh ăn rau muống. Thế là bạn bò búa xanh lại ít ra hai phần quà cho bông bèn. Ít ra bông bèn thích nhỉ? Bông bèn thích phần quà này không? Có. Cảm ơn bò búa xanh chưa? Cảm ơn bò búa xanh. Đây là có xanh bóc rồi. Bò búa xanh đây có mẹ Bùa tặng bông bèn thích nhỉ? Vâng. Thích nhỉ? Và to, và to ăn nhiều, nhiều thoải mái luôn và béo. Thế tại sao bò búa xanh lại có mẹ ở Hubba tặng men nhỉ? Bởi vì nó ăn rau muống xong rồi nó bị Thế là con bò búa xanh lại ăn rau muống nhả lại hai phần quà cho bông men. Thế này thì hôm nào bông men cũng thích cho bò ăn rau muống nhỉ? Vâng. Thì bò cả rau muống. Làm thì bò với xanh cũng rất nhiều quà tặng bông men. Nhiều thế bên nhỉ? Rồi hai em đi ra cả bò với xanh đi. Cảm ơn bò muống xanh. Cảm ơn em nhiều lần vào. Cảm ơn bò muống xanh. Bò muống xanh rất tâm lý đúng không nào? Vâng. Biết là bông men thích ăn kẹo Hubba Bubba. Thế là bò muống xanh đã tặng cho bông men hai hộp. Một hộp màu hồng và một hộp màu xanh. Rồi hai em chào các bạn nào. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye. Bye bye bò búa xanh nào. Bye bye bò búa xanh. Bye bye.